Nhã Phương tránh mặt, năm em lên chùa, Trường Giang vẫn bàng quan cười tít mắt khi đứng cạnh mỹ nhân này. Nhiều người không khỏi lắc đầu ngao ngán trước thái độ này của Trường Giang. Những ngày qua, thông tin năm em từng yêu Trường Giang là tâm điểm bàn tán của dư luận. Mọi thứ xuất phát từ lúc năm em có những chia sẻ rất thật về câu chuyện đang gây xôn xao giữa cô và Trường Giang. Theo đó, cô thừa nhận mình có tình cảm với nam diễn viên hài, trong khi Trường Giang gặp trục trặc với Nhã Phương, cả hai đã có khoảng thời gian mà theo cô là rất hạnh phúc. Cả Trường Giang và Nhã Phương đều im lặng trước scandal tình cảm ồn ào này. Thậm chí cặp đôi còn tránh mặt không xuất hiện cùng nhau khi tham gia chung một sự kiện. Nếu như Nhã Phương có mặt từ khá sớm, thì Trường Giang lại xuất hiện ở gần cuối chương trình. Trong lúc nam danh hài biểu diễn một tiết mục hài trên sân khấu, thì Nhã Phương ngồi ở hàng ghế dưới dõi theo, giữ khoảng cách khá xa. Kết thúc sự kiện, cả hai mỗi người một nơi rời đi mà không có động thái kết nối hay trò chuyện. Điều này khiến nhiều người hâm mộ không khỏi bất ngờ, bởi trước đây cặp đôi thường cùng nhau đi về mỗi lần xuất hiện tại các sự kiện giải trí. Dựa vào thái độ xa cách giữa Nhã Phương và Trường Giang tại sự kiện, nhiều người cho rằng mối quan hệ của cặp đôi đã bị ảnh hưởng sau khi nam em lên tiếng tiết lộ chuyện tình với chàng hề xứ Quảng. Không những thế, cư dân mạng mới đây cũng vừa phát hiện ra có vẻ như Nhã Phương đã khóa sim cắt liên lạc với Trường Giang giữa ồn ào tình ái của bạn trai. Cụ thể, ở dưới phần bình luận, khi một người bạn nhắc Nhã Phương nghe điện thoại, thì nữ diễn viên đã tiết lộ rằng mình đã tháo sim. Dựa vào khoảng thời gian trên thì đó cũng là lúc scandal của Trường Giang với nam em nổ ra. Từ những chi tiết trên, cư dân mạng không khỏi đặt nghi vấn, phải chăng Nhã Phương vì muốn tránh mặt Trường Giang nên đã tháo sim để cắt liên lạc. Bên cạnh đó, sau nhiều ngày giữ im lặng giữa ồn ào tình ái của Trường Giang, thì mới đây Nhã Phương đã chính thức lên tiếng, nữ diễn viên cho biết mình vẫn ổn trên trang cá nhân. Còn về phía nam em, trước áp lực dư luận, người đẹp sinh năm 1996, nhập viện truyền nước biển khiến nhiều khán giả không khỏi lo lắng. Sau vài ngày phải nhập viện vì sức khỏe đi xuống, nam em đã lên chùa tịnh tâm. Cô cũng cập nhật hình ảnh mới nhất của mình trên trang cá nhân cùng dòng chia sẻ, bình tĩnh sống, khiến nhiều khán giả cho rằng câu nói này của nam em được xem là lời dặn lòng của cô trước mọi sóng gió cuộc đời. Tạm quên những sóng gió xung quanh, nam em còn tìm tới Bảo Lộc, Lâm Đồng, gặp cô Nguyễn Thanh Thúy, người nổi tiếng với câu nói bình tĩnh sống để được chia sẻ và xin lời khuyên. Trong năm em khá tiều tụy mệt mỏi, tuy nhiên cô vẫn gượng cười và liên tục gật đầu khi nghe đến những câu như cảm xúc thăng hoa hay đam mê, cao điểm chỉ trong phút chốc, một lúc đó thôi thì cũng dập tắt rồi mình được những gì. Trong khi Nhã Phương tránh mặt, năm em lên chùa, thì Trường Giang vẫn sôi nổi quay game show mới giữa ồn ào tình ái. Trường Giang sôi nổi trên trường quay. Tại phim trường, bạn trai Nhã Phương vẫn đầy năng lượng, làm việc hết mình giữa tâm bão scandal. Danh hài xứ Quảng đã bỏ lại ồn ào sau lưng và chuyên tâm cho công việc. Trong hình ảnh mà Harry Won đăng tải, có thể thấy tâm trạng của Trường Giang khá tốt. Trường Giang vô tư cười tít mắt khi đứng cạnh bà xã Trấn Thành. Việc Huê đẻ con thứ hai ngày càng xuống sắc do giảm cân quá đà. So hình lúc sinh con đầu lòng mà quá tiếc. Cứ mãi mê giảm cân, việc Huê ngày càng khiến người hâm mộ lo lắng. Sinh năm 1991, việc Huê giờ đã là bà mẹ bỉm sữa của hai con nhỏ. Bà xã Lê Hoàng The Man vẫn cực kỳ quyến rũ và sở hữu thân hình thon gọn, khiến các chị em thích mê và mong muốn được như cô. Không còn tham gia showbiz, bà xã Lê Hoàng hiện tại tập trung vào việc kinh doanh cá nhân. Đặc biệt, cô thường xuyên bán những sản phẩm giúp chị em giảm cân nhanh chóng. Cũng chính vì thế, từ một bà mẹ có gương mặt, hình thể mẫm mỉm sau khi sinh con đầu lòng, đến khi sinh con thứ hai, việc Huê bỗng trở nên gầy gò thiếu sức sống vì phải làm mẫu giảm cân để bán hàng. Thường xuyên livestream giới thiệu sản phẩm, không ít lần việc Huê khiến các chị em hâm mộ phải lo lắng vì quá gầy. Khó mà nhận ra được việc Huê mẫm mỉm dễ thương trước kia, lên hình chân đã bé xíu, thì người ngoài đời chân của cô còn nhỏ nữa. Gương mặt có phần hốc hác của bà mẹ hai con, dù đã dùng phần mềm chỉnh ảnh. Vén hết tóc lên càng lộ rõ việc Huê đã sụt cân như thế nào. Có lẽ sau khi sinh bé thứ nhất, việc Huê bị chê béo, nên đến bé thứ hai cô quyết định phải giảm được cân. Chân bé tông teo của việc Huê. Trước khi sinh bé thứ hai, gương mặt và hình thể của việc Huê vốn đã rất đẹp. Khuôn mặt tròn xoe, má phúng phính tràn trề sức sống hơn hẳn thời kỳ giảm cân. Cách trang điểm nhẹ nhàng càng làm cho việc Huê được chú ý nhiều hơn. Nhìn lại ảnh quá khứ mà ai cũng phải tiếc cho nhan sắc của việc Huê.
bởi chẳng cần giảm cân, bà xã Lê Hoàng vốn đã xinh lắm rồi. Hậu ồn ào chia tay, Nhã Phương được Trường Giang trao toàn bộ tài sản. Dù đầu hai đa tình, nhưng sau cả ba mối tình ồn ào, thì người cuối cùng mà Trường Giang níu kéo và muốn ở cạnh đó là Nhã Phương mà thôi. Trong buổi gặp gỡ truyền thông giới thiệu sản phẩm âm nhạc mới, Nam Em bất ngờ thừa nhận mối quan hệ tình cảm với Trường Giang. Chưa dừng lại ở đó, top 8 Hoa hậu Trái đất còn gián tiếp thừa nhận hẹn hò với danh hài khi anh đang yêu Nhã Phương. Đồng thời trên trang cá nhân của mình, Nam Em gửi lời xin lỗi đến những người trong cuộc. Top 8 Hoa hậu Trái đất khẳng định không muốn làm tổn thương bất kỳ ai và cũng không có suy nghĩ trả đũa vì những đau khổ trong chuyện tình cảm. Tưởng chừng câu chuyện đã đi đến hồi kết, thế nhưng Nam Em dù lên tiếng xin lỗi và chúc Trường Giang Nhã Phương hạnh phúc, nhưng việc kể hết sự tình trên báo giới khiến mọi chuyện thêm rối ren. Chưa dừng lại ở đó, khi Nam Em mệt mỏi muốn im lặng, thì chị em tốt Quế Vân lại tiếp tục kể rõ sự tình. Qua tất cả mọi chuyện, người nhận được nhiều ý kiến động viên, cảm thông nhất. Không phải là Nam Em hay Quế Vân, mà là Nhã Phương. Có thể thấy, so với hai người tình cũ của Trường Giang, Nhã Phương dù không hơn hẳn về nhan sắc, nhưng điều khiến cô được danh hài trân trọng và níu kéo đến tận bây giờ chính là sự chịu đựng. Nghe đến Nam Em trước đó cũng phải thừa nhận rằng, chị Nhã Phương mới chịu đựng được anh Giang. Hơn nữa, cô còn biết im lặng trước ồn ào của Trường Giang hoặc có lên tiếng cũng rất nhẹ nhàng. Quả đúng như vậy, Nhã Phương luôn nhẹ nhàng như thế, cho dù trong lòng cô có thể đang rất buồn bã và rối bời. Như trong chia sẻ mới nhất, Nhã Phương viết, thời gian qua, Phương nhận được rất nhiều sự hỏi thăm động viên từ rất nhiều bạn fan và khán giả. Nhưng những ngày vừa rồi cũng là những ngày bận rộn tơi bời trên phim trường của Phương. Đinh không trả lời được cả nhà, Phương vẫn ổn và cảm ơn cả nhà mình rất nhiều. Sau khi bầm dập, cuối cùng Phương cũng đã được xinh đẹp lại cùng những màu sắc rực rỡ rồi. Không như Nam Em và Quế Vân, Nhã Phương im lặng trong mọi tình huống. Chính cách ứng xử thông minh đã giúp nữ diễn viên tuổi thanh xuân chiếm trọn được tình cảm của kẻ đa tình. Đây có lẽ cũng là lý do Trường Giang nguyện trao tất cả tài sản mình có cho người đẹp miền Tây. Giống như lời khẳng định của nam danh hài khi cầu hôn bạn gái trước đây. Tất cả những gì của anh đều là của em. Tài sản, nhà cửa, xe cộ, thậm chí hơi thở của anh cũng là của em. Từ hôm nay, em hãy gọi anh là chồng. Với sự khôn khéo này, nhiều người và các nghệ sĩ cho rằng sau tất cả thì Nhã Phương là cô gái xứng đáng được hạnh phúc. Khuya 20 tháng 3 vừa qua, Nhã Phương đã xuất hiện ở sân bay Tân Sơn Nhất sau chuyến đi Mỹ lưu diễn cùng Trường Giang. Theo đó, nữ diễn viên bịt khẩu trang, đội mũ che mặt kín mít và đi một mình sau ồn ào tình cảm với danh hài xứ Quảng. Được biết Nhã Phương trở về nước để tiếp tục hoạt động nghệ thuật còn dang dở của mình. Trước đó dù không có lịch trình, nhưng người đẹp miền Tây vẫn cùng Trường Giang sang Mỹ lưu diễn. Sau sự kiện, Nhã Phương ở lại đây thăm chị gái. Thế nhưng sự xuất hiện một mình của nữ diễn viên tuổi thanh xuân tại sân bay lúc nửa đêm khiến nhiều người đồn đoán hai người đã đường ai nấy đi sau ồn ào tình cảm. Loạt ảnh lộ rõ thói quen thích ôm hôn đồng nghiệp nữ của Trường Giang. Dường như ôm hôn đồng nghiệp nữ là sở thích khó bỏ của Trường Giang. Vài năm trở lại đây, Trường Giang trở thành danh hài hàng đầu của làng giải trí Việt Nam với độ phủ sóng dày đặc trong các game show truyền hình cũng như các sự kiện chương trình biểu diễn lớn. Ngoài được khoe tài năng ở nhiều cương vị khác nhau, danh hài xứ Quảng còn có cơ hội làm việc chung với nhiều đồng nghiệp nữ xinh đẹp. Nếu như trong phim ảnh, việc các nghệ sĩ phải đóng cảnh tình tứ là hết sức bình thường. Tuy nhiên, ngay cả trên sân khấu hài kịch, game show hay ở đời thường, Trường Giang cũng tranh thủ ôm hôn các đồng nghiệp của mình. Ơn rời cậu đây rồi là chương trình rất nhiều lần Trường Giang làm khó đồng nghiệp và nhận được phản ứng trái chiều của dư luận. Trong một tập của mùa 2, nam danh hài ôm chặt, hôn lên má Kim Tuyến để tạo tình huống bất ngờ cho nhân vật. Tuy nhiên, khi chương trình lên sóng, nhiều ý kiến cho rằng Trường Giang không nhất thiết phải ép Kim Tuyến ôm hôn quá nhiều, dù cả hai diễn cảnh yêu nhau. Vương Trang là người tiếp theo bị Trường Giang chủ động ôm chặt nhiều lần trong Ơn Rời Cậu Đây Rồi. Nếu như những tình huống đầu Vương Trang chỉ tỏ thái độ hơi ái ngại, thì ở diễn biến sau, cô chủ động né tránh việc gần gũi thái quá với nam danh hài. Diễn viên Mai Hồ, tình cũ của Trấn Thành cũng không thể thoát việc bị Trường Giang ôm ấp khi bốc thăm vào phòng của vị trưởng phòng này.
Ở tập 11 chương trình Ơn Rời Cậu Đây Rồi mùa 2, Trường Giang giả gái để đóng cảnh khóa môi Khê Tiêu Uyên. Song ngoài tình huống theo kịch bản dự kiến, nam danh hài còn chủ động đòi hôn thêm Khê Tiêu Uyên, khiến cho người xem cảm thấy khó chịu. Có thời điểm chương trình Ơn Rời bị nghi ngờ cắt bớt cảnh diễn lố của Trường Giang để không gây tranh cãi. Cụ thể trong tập có Lan Trinh tham gia. Tình huống Trường Giang đòi hôn được chuyển cảnh, nhưng hình ảnh hậu trường thì nữ ca sĩ vẫn bị thơm vào má. Từng vướng tin đồn phim giả tình thật khi hội ngộ tại Ơn Rời, Trường Giang lại vui vẻ ôm Sam trước sự chứng kiến của đồng nghiệp và khán giả. Ở mùa giải mới nhất, Nam Em là người tiếp theo được Trường Giang ôm đầy tình cảm. Sau đó Nam Em không ngại thừa nhận với công chúng rằng từng yêu Trường Giang trong thời gian cả hai quay chương trình này. Không dừng lại ở chương trình, tạo tình huống như Ơn Rời, trên ghế nóng tập 4 Người Bí Ẩn năm 2015, Trường Giang khiến Minh Hằng bối rối khi chủ động bày tỏ tình cảm trong lúc show đang ghi hình. Lúc cùng nhau tham gia show ca sĩ giấu mặt, Hương Tràm không giấu được sự bất ngờ ái ngại khi Trường Giang khóa chặt cô trong vòng tay. Không biết thật hay đùa, trên sân khấu ca sĩ giấu mặt, Trường Giang ngỏ lời xin khán giả 5 phút để ôm Huyền Thục vì ngưỡng mộ nhan sắc của nữ ca sĩ này. Gương mặt không hiểu chuyện gì xảy ra của Băng Di vì bất ngờ bị đồng nghiệp ôm eo khi tham gia game show Hội Quán Tiểu Lâm. Phương Trinh Julie cũng chỉ biết cười trừ với hành động ôm bất ngờ của Trường Giang tại Kỳ Phùng Địch Thủ. Vẻ sợ hãi của Thủy Tớp lúc bị Trường Giang tấn công trong game show Hoán Đổi. Chuyển sang sân khấu hài, Giang Hồng Ngọc được Trường Giang tặng cho một nụ hôn cảm ơn khi cô nhận lời biểu diễn trong live show Danh Hài Xứ Quảng. Thậm chí cho một tiết mục diễn chung, nam danh hài còn bế bổng Giang Hồng Ngọc để đưa vào hậu trường. Sánh đôi tại một lễ trao giải thưởng âm nhạc, Cẩm Ly thoải mái để Trường Giang hôn lên má. Bắt gặp trong rất nhiều game show, chương trình biểu diễn, việc Trường Giang Việt Hương vô tư ôm hôn không cần là hiếm. Nhưng trong một lần vượt đàn chị ở một giải thưởng, Trường Giang gây xôn xao khi tặng Việt Hương một nụ hôn trước khi lên sân khấu nhận cúp. Hình ảnh Trường Giang tình tứ bên Thúy Nga cũng từng gây xôn xao cộng đồng mạng.